Thị trường này kiếm tiền ngon quá đúng không các bạn? Rõ ràng thị trường hiện tại đang có một cái xu hướng tăng khá là tốt. Và chúng ta đã tham minh được cái đoạn giảm vừa rồi chỉ là một cái đoạn giảm trong cái quay 4, trong một cái xu hướng tạo quay 5 thôi. Thì rõ ràng thì những mã cổ phiếu trước thị trường chúng ta tăng mạnh giai đoạn vừa qua là chính là những mã cổ phiếu ngành banh. Thì đoạn vừa rồi ngành banh cũng là mã phiếu ảnh hưởng mạnh cho cái xu hướng đưa trường giảm. Nhưng mà rõ ràng thời gian gần đây nhóm ngành banh đã tạo đáy xong và khả năng sẽ đánh lên rất mạnh mẽ trong thời gian tới. Thì nói khá là rõ ràng trong những cái video đây đó là chúng ta sẽ cần mua những mã cổ phiếu banh nào, đúng không mọi người, rồi là cơ hội mua giá tốt này, rồi cổ phiếu tích lũy tiềm năng này, rồi cũng như là mua một số mã phiếu bất động sản khá là rõ trong gần như tất cả video đây nhé. Ngắn hạn thì thể giảm, trung hạn thì phải tăng, VN-Index có thể sẽ vượt vùng 1.300. Thì nói khá là rõ cho cái độ trường như vậy. Và trong cái video này thì cũng sẽ phân tích sâu hơn cho mọi người về câu chuyện đó là hiện tại kịch bản của thị trường chúng ta view cho một xuống trung hạn dài hạn như thế nào. Thì câu chuyện là nếu như mọi người có theo dõi thị xuyên suốt thời gian vừa qua thì gần như cũng biết được là thị hay view một kịch bản trung hạn dài hạn rất là nhiều, đúng không mọi người? Đó thì đoạn này thì cũng đang view một số kịch bản cho trường như sau đó, với hai kịch bản khá là sát như thế này. Tức là thị trường chúng ta khả năng tích cực nhất nha mọi người nha, thì sẽ có một cái quay sóng năm lên 1.500 giai đoạn 521-522, nhưng mà sau đó sẽ có một cú điều chỉnh A B C đó, và cái cú xác nhận đó là cái cú xác nhận đó là sóng C đây, thì sẽ có một cú tăng mạnh ít nhất sẽ về được cái vùng đỉnh cũ trên này. Đó sự kỳ vọng ta đặt ra như vậy, cho nên là chúng ta đang kỳ vọng là có thể nhé, có thể chúng ta sẽ có một cú lên được đâu đó tầm khoảng 1.350 hoặc là xa hơn cho một xuống dài hạn. Vậy còn một xuống ngắn hạn như nào? Ở sao mình sợ mọi người? Còn xuống tiêu cực như nào? Cho một xuống tiêu cực thì chúng ta hoàn toàn có thể có một cú ít nhất nha mọi người nha, sẽ về được cái vùng đó vùng 1.000 hoặc xa hơn đó là về những vùng ở 800 hoặc là đâu đó tầm khoảng 900, ta không biết. Đó là về xuống tiêu cực của một kịch bản, đó là thì chúng ta không vượt qua được cái vùng đó vùng 1.300 cũng chưa đó, mà sau đó bị cắm đầu giảm trở lại nha. Đó là cái xuống sắp tới chúng ta cần phải tham minh như vậy. Thì đó là về những kịch bản được đưa cho mọi người về cái thị trường như vậy đấy. Thì về câu chuyện về room vip thì mọi người biết rồi, chúng ta đã có mua và nắm giữ rất nhiều những mã phiếu xịn, những mã chuyện mã phiếu chiến lược tốt nhá. Rõ ràng thì thấy chúng ta có view về một số mã phiếu như là về STB này, cho nó view khá là sát là nó về quanh vùng giá dưới 20 này sẽ rút chân quay lại mà thôi đó, hay là những cổ phiếu như là Techcombank vậy này đó, về quanh vùng giá tầm 38 là điểm mua rất hấp dẫn cho điểm mua PU nhá, rồi MSB cũng vậy thôi, rất nhiều mã phiếu. Và danh mục chúng ta đã hiện tại đang có những mã cổ phiếu ngành banh khá hấp dẫn nữa cơ. Đây một số mã phiếu ngành banh rất hấp dẫn, đó là MB, ACB, đúng mọi người đó, thì chứng tỏ là hiện tại chúng ta đang sở hữu rất nhiều cổ phiếu và gần như là chúng ta ngồi im và chờ đợi thôi. Có lăng chốt thì chúng ta lên kế hoạch lăng chốt một số mã phiếu hiện tại chúng ta nghĩ rằng là sẽ gặp những cái vấn đề khi nó quay trở lại về những vùng đỉnh cũ nha, thì có đưa một số kịch bản như thế này đó. Còn hầu như chúng ta vẫn giữ một số mã phiếu này và kỳ vọng sẽ tiếp tục hướng lên những vùng cao hơn, vùng giá hấp dẫn hơn. Đấy, còn đây là chặng 1 giờ của VN-Index này, chúng thấy khá rõ ràng là chúng ta đã có một cái cú, đó là cú tạo có thể nha mọi người nha. Em thì nghe đây sẽ là vẫn chưa phải là một cái sự kết thúc cho một quá trình tích lũy đâu nhá. Và trong một quá trình tích lũy nó sinh ra điểm gì mọi người? Đó, không phải tích lũy đâu, nó tạo ra cho ta một hai cái điểm, nó điểm TR ở đây, hai cái vùng đây, vùng rằng co quanh vùng này. Đó, thì sẽ nói ta cái điều gì trong vùng này, sẽ nói ta là trong cái vùng này sẽ là một vùng giằng co giữa phe mua và phe bán, và phe nào thắng thế thì sẽ giúp mà chúng ta đảo chiều nhá. Và kịch bản chúng ta hiện tại đang khá là khả thi cho một câu chuyện đó là phe bài thắng thế nhiều hơn nhá, phe mua lên thắng thế nhiều hơn. Nhưng mà thì nghe cái cấu của quá trình cung cấp thì sẽ như thế này nhiều hơn đó, nó sẽ giống như này, tức là hiện tại nó vẫn chưa thấy rõ được là một cái quá trình tạo pha C qua vùng này, cho là nếu như có lên vùng này này, tôi lấy vùng này và tạo ra một cái pha C tạo điểm mua LPS thì có thể kéo lên trên được, còn không thì khá là khó để chúng ta kỳ vọng là một cú kéo ngay được, thì nó sẽ chưa phải hoàn chỉnh một mình cuối cấp nha. Thì sau đó nó sẽ kéo với những sự đó là khó chịu nha, ví dụ nó kéo dùng vùng trên này đi, nó tiếp tục tích lũy lại vùng này rất là khó chịu và giằng co rất là lâu, thì vì nó chưa thể nào mà rũ bỏ hết được những nhà đầu tư phía dưới, sau đó mới kéo lên trên được nha. Đó là cái câu chuyện ở chạc 1 giờ em mình có view cho mọi người như vậy. Còn về câu chuyện ở chạc đó là chạc ngày nha mọi người nhé. Chạc ngày em thấy rõ ràng chúng ta đã tạo cho ta một cái cấu trúc, đó là cấu trúc đảo chiều sau một cái xuống giảm ở đây nhá, xuống giảm ngắn hạn chúng thấy khá rõ ràng đúng không mọi người đó. Vậy thì nếu như muốn đảo chiều xuống giảm này chúng ta phải cần phải có một cái cú, đó là
vươn lên trên này. Đó, ít nhất sẽ về được vùng tầm khoảng 1270, 1280 thì mới đã được cái xuống giảm nhá. Thì khi đó chúng ta mới kỳ vọng tiếp tục hướng lên cái vùng xuống tăng phía trên nhá. Đó về xuống ngắn hạn. Còn về một xuống trung hạn, chúng ta vẫn đang thấy là chúng ta vẫn đang đánh ra một cơn sóng. Đó là sóng 1 này, sóng 2 này, sóng 3 này, sóng 4 này và sóng 5. Sóng 5 thì vẫn đang kỳ vọng là sẽ vùng 1.3 cho đến vùng 1.350 nhá. Đó là câu chuyện chúng ta kỳ vọng về trường như vậy. Đó thì trước mắt chúng ta thấy là thị trường vẫn đang có nhiều xuống tích cực, những câu chuyện tích cực nhá. Vĩ mô hiện tại thì thực sự vẫn chưa thấy một vấn đề gì đó quá là xấu, ngoại trừ cái việc là buộc phải hút ròng qua kênh tín phiếu để ngăn cản những cái vấn đề liên quan đến tỷ giá chạy điên chạy khùng nhá. Đó thì câu chuyện như vậy thôi. Để mà nói thì những cái câu chuyện về vĩ mô hiện tại thì vẫn hay tích cực, khi mà PMI rồi những chỉ số về xuất khẩu, chỉ số về tiêu dùng, tất cả chỉ số khác hiện tại đang phản ánh rất tích cực cho trường, cũng như là về tín dụng hiện tại đang đẩy rất mạnh, bơm tín dụng lên nền kinh tế rất là nhiều, cho nên thì kỳ vọng là dòng tiền sẽ đổ vào chứng khoán nhiều hơn nữa. Và chúng ta xem xét về một số mã phiếu nhóm ngành, đặc biệt nhóm ngành banh nhé, những mã phiếu như là Techcom này, xin lỗi, CTG này, đó, hay kể cả những mã phiếu như là MVP hoặc là Techcombank hoặc là mã phiếu như ACB nữa, hầu như tất cả mã phiếu này đều thấy là cái xu nó là tích lũy lại rất là tốt. Đó, và nó đã có hiệu là tạo đáy ở chặt 1 giờ rồi. Nếu như mọi người có đánh theo phương pháp gọi là MACD của ông Thiện trước đó hướng dẫn mọi người á, thì rất là rõ ràng nha, rất rõ ràng là tạo đáy khá là rõ ràng hai đáy rồi. Và nếu mọi người đánh theo kiểu Moon Wake Up á, mọi người có thể vẽ được rõ ràng là nó đã tạo ra một cái điểm pha, đó là pha C xong rồi. Và khi nó xong pha C ấy, mọi người ạ, thì sao mọi người, thì nó chuẩn bị bay đó mọi người ạ, nó chuẩn bị bay rất mạnh. Ví như mã phiếu ACB nhá, nó đã xong pha C vùng này rồi thì mình nghĩ là nó sẽ không còn lưỡng lự đây đâu, sẽ một phát lên giá 28 hoặc xa hơn đó nhá. Kể cả như mã phiếu như Techcombank vậy thôi. Đó thì tôi lại xem thì đang kỳ vọng nhiều những mã phiếu như vậy, một số mã phiếu ngành banh. Cho nên thì đang nói rất có nhiều mọi người là cứ mua đi, banh giờ không có sợ đâu. Đó, nói rất là nhiều cho mọi người, kể cả trong livestream những cái video này nhất cũng như là trong room VIP cộng đồng như vậy nhá. Nó tạo ra một cái pha C rất rõ ràng đây rồi. Đó, một cú sprint rất rõ ràng ở đây. Thì không có cái việc chúng ta quá lo ngại. Cái đoạn này có thể sẽ lên vùng này, giảm ở đây, tăng tiếp. Và đây gọi là điểm gì mọi người? Để điểm PU thôi. Cực kỳ đơn giản với mô hình wake up quá đẹp ở đây nhá. Kèm đó là khối lượng đang tăng bùng nổ đẩy lên như thế này thì nó là quá chuẩn của mô hình wake up rồi. Tức là sao mọi người? Nó đẩy mạnh, đẩy đi lại khùng ở cái pha C để kết thúc pha C, sau đến pha D đẩy mạnh lại đi lại khùng để sao mọi người? Để không có những vùng giá hấp dẫn để cho những nhà đầu tư bu bám theo nữa. Đó là cái cách mà để tạo lập sinh ra và để đẩy lên như vậy nhá. Nhưng mà phía như STB cũng vậy này. Đó, STB cũng vậy thì vẽ khá chuẩn mô hình wake up đây đúng không? Đó, giai đoạn trước đó thì có vẽ này. Và đây là một cái pha cực kỳ đẹp với mã phiếu này, chắc chắn sẽ lên giá 32 sớm thôi. Và lên đây thì sẽ tăng đi như nào chúng ta không biết. Và đây là mã phiếu này đang kỳ vọng sẽ là mã phiếu điên trong nhóm ngành banh STB nha. Nhiều mã phiếu ngành banh khác cũng vậy thôi, không phải là mã phiếu VB đâu. Đó, VB thì nó là một quá trình hoàn chỉnh xong ở xong cái pha C sớm hơn mã phiếu khác thôi. Tại vì sao mọi người? Tại vì nó đã có một quá trình rút chân tăng khỏe hơn so với những mã phiếu khác và hoàn chỉnh xong cái pha C ở đây. Mình thấy không? Pha C ở đây. Và đây là điểm sprint nó ở đây. Đó. Đó, sẽ lên. Và gần như là những mã cổ phiếu ngành banh khác hiện tại đang ở điểm này thì nó đã ở điểm này rồi. Đó, thì nó đang chờ đợi một cái điểm, đó là điểm PU vùng này thôi. Và nó sẽ kỳ vọng tăng mạnh lên trên để tiếp thôi nhá. Đó là về câu chuyện một số mã phiếu ngành banh đã chạm một giờ như vậy thì nó view được như vậy. Thì mình nhìn qua chặt, đó là chặt ngày đi. Thấy rõ ràng cũng đang cho một xuống tăng tiếp tục thôi. Và mọi người đừng có quá lo sợ ở đoạn bây giờ nhá. Cứ mua nắm giữ và kỳ vọng thêm, tạm biệt nhá. Đó giờ tại sao thì hôm nay vẫn chưa cho mọi người bán này. Một số mã phiếu ngành banh này, quan sát thêm này. Nó có nên bán nắm giữ thêm này, đó chưa bán nó vẫn tiếp tục đang kỳ vọng thêm. Đó, và vẫn mua thêm một số mã phiếu banh chứ không bị quá lo sợ. Đó là một số mã phiếu như này này. Chạy đủ năm sóng rồi này. Thấy không? Đó, chả việc gì mà phải sợ và đang kỳ vọng hướng lên trên nữa. Với mã phiếu là mã phiếu MSB. Đó, banh là phải kỳ vọng như vậy thì mới có thể là rõ ràng được. Là đợi banh kéo này, cạn cung rồi. Đó. Vậy thì cái câu chuyện thêm của một số mã phiếu ngành khác, một số mã phiếu ngành bất động sản thì nghĩ là sẽ chạy theo ngành banh thôi. Khi nó rất là khỏe, chúng ta chấp nhận là một số mã phiếu ngành bất động sản rất là khỏe như là đất. Tại vì sao? Hôm nay là cây vốn lớn về, đâu có giảm đâu, vẫn tiếp tục tăng như vậy thì rất là khỏe. Và đang tạm ra điểm mua cuối cùng rồi, điểm mua PU, điểm mua cuối cùng mà để mọi người tiếp tục hướng lên vùng giá 40 thôi. Cho nên mọi người hãy, nếu như còn tiền hoặc là còn cái sự kỳ vọng hãy mua, thì nghĩ như vậy đó nhá. Để mua PU để hướng lên vùng giá 40 thôi. Kể cả một phiếu như là đất xanh vậy thôi. Đất xanh nó đang trong một điểm mua cực kỳ hấp dẫn trong một cái pha gọi là cái pha vượt qua pha C ở đây. Mình thấy không? Đó, rất hấp dẫn. Rất hấp dẫn ở đây. Mình thấy không? Đó. Và em thì đang kỳ vọng là đây một điểm test này,
sau khi nó xong điểm test xong rồi thì nó sẽ có một cú tăng rất mạnh lên trên đó. Đây điểm test nha mọi người nha, test đó, và đây là điểm gì mọi người, điểm sprint đó, sẽ một cú tăng mạnh điên lên vùng giá 20 và sang nữa, một phiếu đất xanh. HDC cũng vậy thôi, HDC cũng vậy thôi, đây cũng là một điểm test thôi, sau đó hướng lên trên và thì đang kỳ vọng tầm khoảng mức giá tầm khoảng 40 mà phiếu HDC nha. Rồi một số mã phiếu như là NAG, NHA là mã phiếu thì đang kỳ vọng mua thêm nha. Thì đây là mã phiếu mà rõ ràng đây là cú PU đây rồi, không thể phủ nhận được rồi nha. Và đây sẽ là một cú nó bứt thoát mạnh lên trên thôi, ít nhất sẽ vùng giá tầm khoảng 25 với mã phiếu này. Xem là phiếu rất là tốt cho mình với bất động sản, nhưng thì không kỳ vọng nhiều với mã phiếu này, tại vì là cái cách cấu đánh của nó không có đẹp lắm, nó đánh khá là giằng co nha. Và tôi nghĩ là nó sẽ cần có mất nhiều thời gian hơn ở cái đoạn này đó. Có thể nha mọi người nha, có thể nó sẽ cần phải có một cái cú tích lũy lại nha, tích lũy lại cái vùng trên này này mới đánh được nha. Và về câu chuyện của nó vẫn là một câu chuyện tốt thôi, nhưng mà cái câu chuyện về cổ phiếu đóng nến nó không có đẹp, trong thị không thích nha đó, nhưng mà vẫn mua bám giữ được nha mọi người nha. Với một số mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản đứng đầu như là Nam Long, Khang Điền thì cứ nắm giữ thôi, nó vẫn chỉ đang cho một cái điểm tích lũy lại và tục tăng tiếp thôi. Đây một số mã phiếu khỏe hơn của một số mã phiếu bất động sản mà đừng có quá lo. Một số mã phiếu nhóm ngành chứng khoán như là SI hoặc là mã phiếu như là VCI đó vẫn đang khỏe, cứ mua nắm giữ. Em thì vẫn nắm giữ mà chưa bán một số mã phiếu này, tại vì sao? Nó vẫn đang trong một quá trình tăng, nó vẫn chưa đảo cấu trúc tăng. Khi nào nó đảo cấu trúc tăng trong đoạn này thì chúng ta mới sợ nhá, tại vẫn đang giữ một cấu trúc tăng mà đó, hoặc là cái nến này nó không vượt qua vùng giá 54 thì ta mới sợ đấy. Này vậy này, nó không vượt được qua vùng giá tầm khoảng 38 thì ta mới sợ đấy. FTS rồi SHS như vậy rất là khỏe, SHS quá đẹp luôn mọi người nha. SHS là đúng cái điểm mua PU xong này, nó đánh lên này đó. Em thì nói khá nhiều mà phiếu này cho mọi người rồi, đây điểm mua PU này, điểm mua cuối này mọi người đó, cho sự kỳ vọng nó lên thôi. Chúng thấy mà phiếu như SHS trong thì có vẻ khá là rõ cho mọi người đây, mới có nói sâu mọi người đây không này, căn mua thêm rồi này, thấy không đó, chúng ta đâu có sợ hãi gì đâu, đâu có lo sợ gì quá với mà phiếu này đâu. Hà Đôn cũng có mua này đó, đây là điểm mua khá là chuẩn thôi này, chúng ta tiếp tục căn mua thêm này, an toàn để đợi vườn này, thấy không đó. Chúng ta em thiện vẽ này, nó lên vùng giá tầm khoảng 19 này, quay trở lại test này, tạo điểm PU này, sau đó tiếp tăng tiếp này. Đây là vào tầm khoảng ngày 7 tháng 3 nha mọi người nha, là ngay cái nến thôi này, ngày đây ngày 7 tháng 3 này, em thiện đã view trước là sẽ lên vùng giá trên 19 cho kiểm tra lại bậc tăng tiếp này, quá đúng mọi người nha, quá chuẩn luôn mô hình này. Cho nên là em thiện đang rất là tự tin nhưng mà phiếu này sẽ lên vùng giá tầm khoảng 23-24 cộng trừ mà phiếu SHS đó. Câu chuyện như vậy thôi. Với một số mã phiếu mà xuất khẩu này nhá, rõ ràng xuất khẩu này như là về dịch may như STK, Will này đó, hay là mã phiếu như là TCM, nhưng mã phiếu này đang tích lũy lại và sẵn sàng hướng lên tiếp, cho nên mọi người đừng quá lo sợ nha, nắm giữ và kỳ vọng thôi. STK này có khi nó giảm về những vùng này thì là lại tạo điểm mua cho người mua hướng lên trên được ạ nhá. Một số mã phiếu về nhóm ngành đó là về chỉ ta thủy sản nhá, ANV này. ANV cũng là mã phiếu ok đấy. Nó hơi bị giật giật lắc lắc một tí, ANV đây đó. Nhưng mà hiện tại chúng ta cần phải đánh giá là ANV đó là cái cú sau này có vượt lên dùng trên này được không, nhưng mà vẫn đang khỏe nhá. ANV này giống mã phiếu VRE ở cái đoạn này, ICVE đoạn này này có khi lại bật tăng lại mọi người ạ nhá. Rồi Vĩnh Hoang này, rồi mã phiếu như là CMX này, rồi mã cổ phiếu như ID cũng khá khỏe, kỳ vọng được. Với mã phiếu như là BTB là mã phiếu thì khá thích ở trong câu chuyện là xuất khẩu gỗ, tập trung chính là mã phiếu BTB trong thị thôi nhá. Đó, nó có chỉnh về vùng dưới này này thì mua và kiểu mình lên tiếp cho anh thiện, đừng có sợ nha, điểm SOS mà, đừng có sợ nha. Rồi mã phiếu như là VCS của mã phiếu về đá thịt ăn này rất là khỏe, điểm mua không còn nữa nhưng mà nó khỏe quá đâu mọi người nha. Đó, chúng ta đã có nghiên cứu ngắm nghía mà mua mã phiếu VCS rất là nhiều rồi giai đoạn trước đó rồi đó, rung lắc cái canh mua mã phiếu này thôi, thấy không, VCS này đó, hồi đó canh mua này đi quên VCS, rồi là một số mã phiếu như VSC, HX này, đa phần những mã phiếu này đều tăng rất mạnh nha. Mình thấy mình coi này, DGC này, DigiWorld mình thấy không, toàn tăng điên hết nha. Đây là thời điểm nào, tháng 2 mọi người ạ, tháng 2 là phải đoạn này không, tháng 2 đoạn này này, em thì mua trước cái đoạn này này, thấy không, kể cả DGC cũng vậy này, rồi kể cả những mã phiếu như là VSET vậy này. Đó, em ta mua những cái đoạn này nè, kỳ vọng lên trên chứ không phải em ta mua ngay những cái vùng đó là vùng tăng mạnh tăng điên ta mới mua. Đó, đúng mọi người. Đó, mà phiếu như là VSC là mà phiếu ta đang ngắm nghía nhá. Đây là mà phiếu thì đang ngắm nghía lại. Khi mà nó đã có một cái cấu trúc đỡ ở đây rất là tốt, em thì đang ngắm nghía lại mà phiếu này có thể em thì sẽ canh mua lại, tại vì nó đang tạo ra một cấu trúc bất cấp chạm một giờ khá chuẩn ở đây. Đó, đây là câu chuyện khá rõ ràng về câu chuyện đó là giá cước tăng thôi.
2X sẽ là một phiếu cũng đang kỳ vọng về những ngành bán lẻ, nhưng mà kỳ vọng không nhiều khi dòng tiền không vào mạnh, không kỳ vọng mạnh vào phiếu này. Chứng thị vẫn đang ngắm nghía thêm thôi, chứng thị vẫn chưa kỳ vọng nhiều lắm nhá. Có mua một người không thể ngắm nghía mua được. Chúng ta ngắm nghía hồi khoảng tháng 2 và đoạn này không? Đoạn này nè, tầm khoảng này, đoạn này thì bây giờ nó là tăng mạnh lên trên rồi. Còn nói về câu chuyện của một số mã cổ phiếu như là về bán lẻ khác nhá, như là Thế Giới Động đi, cũng khá là khỏe đâu mọi người nha, đi super vậy thôi. Rồi kể cả những mã phiếu khác như là Bet là mã phiếu hiện đang canh mua này, Bet nha mọi người nha. Bet là mã phiếu hiện tại rất thích về câu chuyện đó là bán lẻ hiện tại chưa tăng mạnh và đang trong một điểm PU đây. Chúng ta đã ngắm nghĩ mua mã phiếu này rồi và đang kỳ vọng lên trên được mã phiếu này. Rồi kể cả một số mã phiếu như là VGC hay là mã phiếu như KBC, GVR cũng là mã phiếu thì nghĩ là còn xuống đây lên nữa, đừng quá lo sợ với những mã phiếu này nhá. Đó, cho nên là đoạn bây giờ chúng ta cứ mạnh dạn mua nắm giữ và chờ đợi thôi, đừng có nhảy nước hay là làm gì hết, cứ mua nắm giữ vùng giá tốt và kỳ vọng thêm thôi nhá. Đó là câu chuyện mình muốn xem mọi người như vậy. Chào mọi người nhá.